5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thành tựu và thách thức là chủ đề của buổi hội thảo khoa học do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, thảo luận các kết quả và nêu ra những vấn đề trong quá trình triển khai đổi mới, đề xuất các giải pháp để công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo thành công. Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục và đào tạo của nước ta đã thực sự có nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều thách thức. Một trong thách thức đấy là sự thấu hiểu của xã hội. Cái câu chuyện giáo dục, nếu như mà từ những người lãnh đạo, những cái người quản lý cho đến từng thầy cô giáo, cho đến học sinh, cha mẹ học sinh, nếu như tất cả mọi người đều có cái sự thấu hiểu, mọi người được chia sẻ thông tin, mọi người cùng có một cái quyết tâm, thì tôi nghĩ cái điều đó sẽ là một cái sức mạnh có lẽ còn rất là lớn cho cái công cuộc này. Hội thảo đem đến cơ hội để các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo chính phủ và bộ ban ngành phân tích và thảo luận các kết quả và phát hiện những vấn đề trong quá trình triển khai đổi mới, đề xuất các giải pháp để công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo thành công. Thì có những cái thuận lợi. Hiện nay chúng ta đang chuyển dần sang một cái nền giáo dục trong đó trao tự chủ nhiều hơn cho các nhà trường, cũng như là chúng ta trao tự chủ nhiều hơn cho giáo viên. Những cái điều này nó vẫn còn ở những cái bước ban đầu, chúng ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì hiện nay cái việc giao tự chủ có thể nói là khá hình thức. Được giao tự chủ về mặt giấy tờ quy định, quyết định là có. Nhưng mà những cái phạm vi của tự chủ, mức độ tự chủ thì rất là hạn chế. Những cái thay đổi về mặt nhận thức trong hệ thống chính trị của chúng ta với việc thực hiện nghị quyết 29 liên quan đến giáo dục đào tạo là những thay đổi rất là căn bản. Bên cạnh việc triển khai tuyên truyền, ban hành những cái văn bản hướng dẫn thì việc phối hợp để có những cái sự chỉ đạo và tạo những cái nguồn lực cần thiết cho giáo dục đào tạo phát triển là một việc làm tôi cho là cần phải quan tâm. Cái mà mong muốn nhất của nhà trường đối với các nhà trường chúng tôi vẫn là cái chất lượng đội ngũ, cái bồi dưỡng làm sao cho có lộ trình và đồng bộ. Cái thứ hai đó là tăng cường cái xây dựng phát triển cái trường học phù hợp với cái phát triển của tốc độ rất nhanh của các đô thị, của các nhà cao tầng. Và thứ ba là giải quyết cái chế độ chính sách cho giáo viên của chúng tôi để làm sao mà giáo viên có thể tập trung và yên tâm vào cái công việc chuyên môn của mình. Đổi mới giáo dục là công việc không thể triển khai nhanh chóng và thành tựu phải vài chục năm mới thực sự rõ nét. Chính vì vậy, với những triết lý, mục tiêu, phương pháp, chính sách giáo dục rất cần có sự kiên trì trong quá trình triển khai để đảm bảo việc đổi mới đi đúng hướng.